Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến toàn tỉnh để ban các giải pháp phòng chống dịch thích ứng với tình hình mới. Dư và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Dương tỉnh cùng các phó chủ tịch Ủy ban Dương tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh. Báo cáo của cả địa phương, sở ngành cho biết hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn đang được triển khai tốt. Huyện Phụ Lộc đang nỗ lực huy động lực lượng hỗ trợ điều tiết số công dân về từ phạt từ phía Nam, cố gắng không bỏ sót đối tượng không khai báo, các địa phương dọc tuyến quốc lộ cũng đã có cả phương án hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ dừng chân cho đồng bào khi qua tỉnh. Đây là hoạt động được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và hoan nghênh. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhận mạnh, trong thời điểm này, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao khi lượng người về từ các tỉnh thành phía Nam gia tăng. Do đó, Chủ tịch đề nghị cả địa phương chủ động hơn nữa, đặc biệt là trong phương án giảm sát người cách ly y tế tại nhà bên cạnh đó ra soát kỹ người dân về từ các địa phương để đảm bảo không bỏ lọt người về mà không khai báo ngành y tế cần nhanh chóng ra soát lại số lượng tình nguyện viên đang tham gia chống dịch để ưu tiên tiêm vaccine đồng thời cũng cần tăng cường tầm soát các đối tượng nguy cơ cao thường xuyên các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện qr code bảo đảm ngày 15 tháng 10 hoàn thành trên toàn tỉnh